Hôm nay mình và bạn Nam 21 tuổi, bạn này bạn tên Nam. 20 hay À, 20 20 rồi. 20 bạn này bạn tên Nam mà bạn cũng là Nam luôn Hello á. Đó rồi. mọi người. Rồi, mình tư vấn cho bạn Nam 20 tuổi. Để bạn làm sao để được tự do ha. Tự do về công việc, tự do về thời gian. Ok, bây giờ thầy mời em giới thiệu về bản thân em đi. Em qua Úc được bao lâu rồi? Tụi mình đang ở Úc nha các bạn, không phải đang ở Việt Nam đâu. Năm nào em qua Úc rồi, từ lúc đó tới giờ tóm tắt khoảng 5 phút, 3 phút đến 5 phút quá trình của bản thân em đi. Rồi cơn gió độc nào đưa em đến đây. Rồi. Rồi em chia sẻ đi. Cho mọi người. Em hồi đó em qua Úc là hồi giữa 2017, thì lúc À. đó là em vừa học xong lớp 11 ở Việt Nam á. À. Sau em qua đây thì em học cái chương trình Foundation của MIT. À, trường RMIT á, RMIT ở Việt Nam thích nghe RMIT lắm. Foundation tiếng Anh là À, gì ta? Dự bị đại học dự hả? bị đại học. Có tại sao em không học MIT ở quận 7, không học RMIT ở quận 7 mà sao em phải qua đây? Học RMIT quận 7 đâu có được học Foundation đâu thầy. Đúng rồi, là em phải học lớp 12 xong đúng không? Dạ. À, đó các bạn, có một cái này có bí quyết của các bạn nha. Khi các bạn học lớp 11, bạn qua Úc, bạn được học dự bị đại học luôn. Còn ở Việt Nam là bạn phải học tốt nghiệp cấp 3, bạn phải tốt nghiệp đàng hoàng. Mày thi đại À, học. phải thi đại học xong á mới được vô đại học. Vô đại học chưa được học đại học đâu, học foundation tốn tiền đúng không? Qua đây rồi, rồi tiếp tục. Đó thì em học foundation thì foundation chương trình của nó là 1 năm, mà tại vì học foundation á, mình qua mình đăng ký học foundation thì mình phải đăng ký học cái package của nó luôn, có nghĩa là có một cái khóa sau đó mình phải học khóa chính là cái gì Rồi vì em nói luôn đi, khóa đó sau đó là gì? Em đó. Thì foundation bao nhiêu tháng? foundation là 1 năm này đó, thì foundation 1 năm xong rồi cái khóa chính của em hồi đó đăng ký là em học engineering Ok. đó thì Hãy cắt lời em chút xíu nha. Ở bên Úc này nó học rất là sướng hơn bên Việt Nam nha các bạn. Là có cái điều vậy không ai nói cho các bạn nghe, mình nói. Ở bên Úc học em chỉ học 3 tháng thôi, xong rồi 3 tháng em nghỉ, em chơi thoải mái. Sau đó em học tiếp 3 tháng, rồi em chơi tiếp 3 tháng. Mà Đúng cái nghỉ thứ hai là còn dài hơn. không? À, cái nghỉ thứ hai còn dài hơn, nghỉ thứ hai có thể là 3 tháng rưỡi, 4 tháng tại vì nó dính tới Christmas với lại New Year. Ok, rồi em nói tiếp. Nhà đó thì em lên học engineering thì em Là học. em phải học engineering đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, cái đó phải học tại vì theo visa nó bắt buộc á, là cái mình đã đăng ký cái 4 khóa năm đúng không? package dạ, 4 4 năm năm. á thì mình có cái khóa package thì bắt buộc là cái khóa cao nhất của mình phải hoàn thành xong rồi 6 tháng hoặc là 1 năm đầu. À, vậy là Đó. cuối cùng em học, em tốn bao nhiêu tiền học foundation? Foundation mười mấy ngàn nữa hay 17 18 Không có ngàn nói lại không ta? Em lấy tờ giấy giùm. À thôi, lấy điện thoại này nói đi. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn thấy là tại vì không được tư vấn nên bị mất bao nhiêu tiền. mất tiền mất thời mất mất gian tiền thì mất thời gian nè, cho các bạn biết để các bạn nào mà có phụ huynh nào mà muốn đi Úc hay là gì đó thì hoặc là muốn tư vấn để mà được đỡ tốn thời gian ha. Rồi đầu tiên này là ghi ghi này là Nam đi ha, là tốn tiền học foundation đúng không? Foundation là tốn khoảng 17 18 thì mình cho 17 đi ha. 17 học foundation 17k đó, ở không? Cái đó là mình mới tính tiền học thôi nha, mình chưa có tính tiền tiền ăn tiền ăn ở sinh ở. hoạt phí. Nhưng mà lúc đó học foundation thì học foundation là lúc đó em 17 tuổi, dưới 18 là phải ở homestay. Homestay đúng rồi, Homestay thì ở nó mắc. homestay tốn tốn 1 tuần là 300 đúng không hay 400? Một tuần 320 hồi Rồi, đấy mọi. 320. 320 là 1 tuần á, đúng không? 320 đô Úc 1 tuần. Mắc thôi rồi luôn. Rồi nhân cho week bao nhiêu? 52 week đúng không? 52 week đó, lát nữa tính ra đi một đống tiền luôn. Rồi. Ok, rồi em học founder à, rồi xong em lên học kỹ sư đúng không? Em học 1 học kỳ hay là em học 2 học kỳ? Hồi đó em học 2 học kỳ. Học 2 học kỳ là Tại một vì nguyên 1 năm đúng không? 1 năm tốn hay bao nhiêu tiền nữa? một năm đó là khoảng 30 34 ngàn á, 34.000 nữa đó. năm đầu. 34.000 tiếp tục 34k rồi. Rồi. Lát nữa mình sẽ nói với các bạn là bạn này làm ra tiền hay là không làm ra tiền để đóng cái đống này à. Lát đi cho bạn Nam chia sẻ luôn đi để cho những các bạn và những cái quý phụ huynh ở Việt Nam biết. Rồi mình sẽ lát nữa phần cuối cùng mình sẽ tư vấn về tài chính, tư vấn về thời gian và bán hàng sẽ giúp cho em giải quyết mấy cái bài toán khó khăn của em. Rồi tiếp tục. Rồi cái này là xong rồi. Rồi cuối cùng á, em Rồi. học hết năm nhất rồi đúng không? Học hết năm nhất. Là lúc đó em 19 tuổi. Cho thầy hỏi ở Việt Nam lớp 11, lớp 10 rồi em học trình độ của em là nào? Khá giỏi 7 điểm hay 8 điểm hay là bao nhiêu điểm? Khoảng 7 điểm mấy gần 8 thôi. À, Nói chung là ok, chắc khá là giỏi. 7 rưỡi đi. 7 rưỡi khá giỏi, đúng không? Nha các bạn. Các bạn phải biết được cái trình độ của cái người ở Việt Nam như thế nào để bạn biết coi họ có phù hợp hay không. Còn bạn nào học 3 4 điểm thì thôi. Thôi. Thôi được rồi. Rồi, ok em học khá giỏi đúng không? Cái số lượng khá giỏi Việt Nam khá nhiều đúng không? Trung bình tới khá giỏi số lượng nó rất là nhiều. Rồi.
Ok, còn bạn nào mà vì lý do hoàn cảnh hay này nọ mà học không được giỏi thì cái đó mình không nói nha, người bình thường thôi. Rồi, ok. Rồi bây giờ quay lại, em học hết một năm rồi, em muốn quy suy nghĩ là đổi đúng không? Dạ, học hết một năm đó xong rồi mới suy nghĩ đổi. Thì tại vì đầu năm 19 á, thì đầu năm 19 tuổi thì kiểu cũng chưa có bắt đầu quan tâm nhiều. Xong cái bắt đầu qua tới học kỳ thứ hai cái mới thấy là kiểu tương lai không có được ổn lắm. Không biết 4 đi về năm đâu rồi, đúng không? học, 4 năm đại học xong rồi ra rồi cái engineering càng ngày nó càng cạnh tranh ghê Càng gớm căng nữa. thôi. Rồi Không phải ở Việt điểm. Nam không mà ở Dạ. còn mấy nước khác nữa. Dạ. Nước Mã Lai qua đại học rất Với lại là. em có một người anh mà kiểu đi học engineering bằng Mỹ xong về đây làm còn không được luôn. Không Ok. kiểu mọi người bắt đầu những người mà học engineering ra nói với em là vừa khó lắm này nọ. Xong rồi em biết nhiều hơn về những người mà em cũng có một vài bà con mà người ta bà con họ thôi. Nói thì người ta bắt đầu người ta hướng cho em. Thì người ta có Ở đây một luôn hả? Hay là ở Việt Nam? dạ ở đây Ở Úc luôn, ở dạ Melbourne luôn. dạ Rồi, ok. thì kiểu những người mà người ta đã ở đây rồi á thì người ta nói thì mới kiểu mới đúng cái thực tế ở đây Mới chứ. thấm đúng không? Dạ đó Ở Việt thì Nam hay chém học gió nghề xong cái em mới nghĩ qua học nghề, chuyển qua học nghề là học nghề bếp. lắm. Thì kiểu là ở bên này nhà bây giờ du học sinh ra đi làm phụ bếp là nhiều, phụ bếp là nhiều, gọi là nhiều nhất luôn, phụ bếp chạy bàn. Chạy bàn. Thì cái em ra em quyết định đi học cookery, học nấu ăn Em học nấu ăn, đó. chuyển qua từ kỹ sư chuyển qua học nấu ăn để gì? Trong đầu em suy nghĩ là thực dụng đúng không? Em qua em lại muốn là em có thường trú nhân hay là ở định cư Úc trước rồi Mục sau đó muốn đích làm gì là ta? định cư hả? Mục đích là định cư trước đúng không? Dạ. Rồi ok. Rồi từ năm 19 tuổi đến bây giờ là em đã chuyển qua rồi đúng không? Em Dạ. đã chuyển qua em học được một năm nghề bếp rồi đúng không? Nửa năm hơn Nửa này. năm Dạ. hơn. Dạ. Ok, hết năm nay là hết năm Dạ đúng rồi. đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ em cho thầy hỏi, tại cái này mình phải hỏi rõ nha các bạn, rồi sau đó mình sẽ tư vấn cho bạn nam, nên các bạn tập trung nha, chứ không thôi là coi chừng đi hơi xa đó. 17.000 đầu tiên học foundation, lúc đó em mới 17 tuổi rồi, thầy nghĩ cái này tiền của ba mẹ em cho em. Giờ tìm 17.000 đó mà ba mẹ đóng hả? Rồi tiếp tục nha, 320 đô mỗi tuần trong vòng năm đầu tiên ba mẹ cho luôn. Cái đó em đóng. Cái đó em đóng, Cái đó rồi vậy em là đi em làm. giỏi rồi. Dạ. Cái đó bạn thấy không, 17 tuổi đi làm được, rồi lúc đó em đi làm được bao nhiêu tiền mỗi tuần mà sao em lại đủ 320 một tuần như thế này? Em Lúc làm đó cái gì? em làm McDonald's này. Em Mc Donald đúng không? qua 2 tháng em vô McDonald's luôn. Ok, Em đi là apply sớm. ok, là trước khi em đi qua Úc là em có học tiếng Anh ở đâu không? Trước khi qua Úc thì em cũng có ôn tiếng Anh ở một vài cái trung tâm IELTS ở bên Việt Nhỏ Nam á. nhỏ. Dạ. Thì đợt đó em thi là vừa đủ 5 5.5 để Đủ qua luôn. điểm để qua thôi. Dạ. Rồi lát nữa mình sẽ nói về vấn đề tiếng Anh thôi các bạn ha. Rồi là rất là tốt, năm 17 tuổi bạn này đã tự xử cái vấn đề gọi là ba chữ là sinh hoạt phí. Sinh hoạt phí là bao gồm tiền ăn, tiền ở, Đi tiền lại điện hay là thoại, tiền đi lại, public transport là mấy cái công cộng, phương tiện công cộng, rồi tiền điện thoại, rồi tiền internet, dạ. rồi điện nước, rồi này nọ, tất cả mọi thứ, quần áo nếu mà em cần thì em tự xử hết đúng không? Dạ. Là ba mẹ chỉ cho em đúng 17 ngàn thôi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chuyển qua năm nhất 34 ngàn, ai lo? 534.000 thì ba kiểu đóng, nó đóng theo học kỳ thì đóng theo term á. Thì Đúng term rồi. đầu em có được khoảng 1-2 ngàn gì đó em phụ, còn lại là ba mẹ lo. Là coi như là em phụ được chút chút Dạ. vô trong cái năm đầu tiên của Mà em, không thấm mấy đâu, không thấm đâu đúng tại không? mười Ví mấy dụ như ngàn lận mà. 34 ngàn Dạ. một năm thì em chắc phụ được 4 ngàn của ba mẹ, 30 cả Dạ, đó vậy coi đó ok. Rồi vậy là hai năm đầu là ba mẹ coi như là phụ em tiền à. tiền học hết. Dạ. Bắt đầu từ năm số 2 em cũng phải tự xử tiền sinh hoạt phí đúng không? Ba mẹ Dạ. đâu có lo cho em đâu, Dạ em xử hết sinh em hoạt xử phí hết đó rồi. giờ ba Tốt, mẹ chưa ok. cho. Rồi tốt rồi, bây giờ đang ở trong năm thứ ba nè. Dạ. Rồi em nói đi, năm thứ ba em tự xử hết được chưa? Dạ năm thứ ba thì chuyển qua học cookery á thì Tiền nó thấp hơn đúng không? dạ là tiền nó giảm xuống, học cao đẳng mà thầy Rồi học nghề đó thì tiền nó thấp xuống, cái là nó thấp xuống thì bằng cỡ khoảng là bao nhiêu ta, 34.000, nó bằng cỡ khoảng nữa bảy mươi một, mười bảy 18 ngàn em nghĩ là thấp khoảng hơn hả? 40% á. 40% à, vậy là Dạ khoảng 13-14 dạ thì coi như là còn nhiêu đó thì em lo hết em luôn lo chứ. hết từ A Z. Dạ. Nhưng mà em tính đi, một tuần em lo khoảng bao nhiêu, một tuần sinh hoạt phí của em lúc này đâu còn 320 một tuần nữa đâu, sinh hoạt phí của em lúc này là bao nhiêu? Sinh hoạt phí lúc này của em thực ra là nó giảm xuống thì nó khoảng em nghĩ là 200 200 200, tại tiền vì em chỉ chia cho chi phí cố định thôi, chứ ok giống như nhà tiền rent, tiền tiền thuê nhà rồi tiền đi lại phải phải nói chung phải những tiền phải chi á, ok còn lại em không có chi cho không sở thích. nói chung là em không bao giờ sử dụng tiền hoang phí đúng không? Dạ. Chỉ cái nào đáng là em mới chi, Dạ. còn không có mua đồ, không có ốc, nhìn lấy cái điện thoại là biết không ốc công nghệ rồi đây Nát luôn nè. rồi. Đó, điện thoại này cùi bắp rồi Cái áo này em mang 3 năm nè. rồi Cái nè. áo này 3 năm, các bạn thấy không? Khi mà cái đầu các bạn muốn cái chuyện gì á thì các bạn sẽ phải suy nghĩ để cho mà đạt được, chứ không phải là
học tôi cũng muốn học nhưng mà tiền thì để ba mẹ lo, thì lúc đó là em chết rồi. Đó, em có tư duy này giống thầy hồi rồi mới qua đây mấy năm trước rồi đó. Đó là các bạn phải nghĩ là ô cái áo này, nhiều bạn nói ô nhìn cái áo này cũng đẹp quá ha. Đố các bạn, đố em á, cái áo này bao nhiêu năm, đoán thử. Theo kinh nghiệm nhìn vải, nhìn vải chưa đó. Được lâu lắm của em thì chắc là cũng cũng 4 năm. Cái này á chục năm rồi. Chục năm. Mình vẫn mặc bình thường các bạn. Nè các này các bạn coi nè. Quá dữ. Các bạn có những cái đồ của mình nếu mình mặc chục năm, có cái mình mặc 17 năm cũng đâu có sao đâu. Có những cái đồ mà mình mới qua Úc còn mang được bây giờ vẫn còn mặc được. Nếu mà các bạn cứ nghĩ là tôi phải thay đổi cái áo này, tôi phải thay đổi cái quần này, tôi phải làm gì đó để cho sành điệu, thì các bạn nó có vấn đề về tài chính rồi đó. Mua cái gì mà lát nữa mình sẽ nói về vấn đề mua cái gì mà nó sinh ra tiền cho các bạn thì mua, còn mua cái nào mà nó tốn tiền các bạn thì đừng có mua. Thì lát nữa khúc đó ha.